Đột quỵ thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm. Khi đó, não bị thiếu oxy, dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết hàng loạt trong vòng vài phút. Người bị đột quỵ có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Đây là một trong những bệnh lý thần kinh nguy hiểm và phổ biến nhất. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ. Căn bệnh này đang dần có xu hướng trẻ hóa, có thể xuất hiện ở những độ tuổi 20 và 30. Trong đó, có không ít người bị đột quỵ vì những sai lầm trong sinh hoạt thường ngày mà không lường trước được. Sau đây là 3 tình huống dễ làm tăng nguy cơ đột quỵ mà ai cũng nên biết sớm để phòng tránh. Tắm rửa sai cách. Tắm khuya vào lúc đêm muộn, đi nhậu về khuya hay đang đi ngoài trời nắng gắt, về đến nhà liền vội vàng tắm rửa ngay lập tức bằng nước lạnh sẽ rất dễ dẫn đến đột quỵ. Khi cơ thể đang ở nền nhiệt cao như vừa đi hay hoạt động ngoài trời quá nắng, các lỗ chân lông mở rộng để bài tiết mồ hôi và các mao mạch đang giãn nở để tỏa nhiệt. Nếu cơ thể gặp nước lạnh, thân nhiệt sẽ giảm xuống nhanh, các vi mạch và nang lông lập tức co lại, ngăn chặn quá trình lưu thông máu. Hậu quả là dễ gây ra rối loạn nhịp tim, huyết áp tăng và hình thành cơn đột quỵ. Sau khi đi ngoài nắng về, nên ngồi nghỉ ngơi từ 15 cho đến 30 phút để cơ thể dần lấy lại mức nhiệt độ ổn định. Các lỗ chân lông co lại, mồ hôi ráo hẳn thì mới nên đi tắm. Về tắm khuya, lúc này nhiệt độ thường giảm xuống thấp. Ngay cả tắm nước ấm cũng có thể làm giãn tĩnh mạch và tụt huyết áp. Nếu phải tắm đêm thì không nên tắm sau 9 giờ tối, bất kể là tắm nước nóng hay nước lạnh. Người đi nhậu về tắm đêm cũng có nguy cơ gây đột quỵ. Nếu tắm nước nóng sẽ khiến nhiệt tích tụ trong cơ thể không được thoát ra, tăng thêm cảm giác say rượu, dễ dẫn đến nôn mửa, ngất xỉu. Tắm ngay sau khi uống rượu còn dễ khiến huyết áp tăng hoặc giảm bất thường, rất nguy hiểm. Đối với những bệnh nhân cao huyết áp, hành vi này có nguy cơ gây đột tử cao. Xông hơi sau khi uống rượu. Nhiều người có thói quen xông hơi với suy nghĩ giúp giải rượu, tỉnh táo. Tuy nhiên, trên thực tế, việc uống rượu sẽ làm giãn mạch. Khi gặp hơi nóng đột ngột sẽ khiến mạch máu giãn to hơn, tăng nhịp tim, gây choáng váng, khó thở. Nếu không cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến đột quỵ và tử vong. Xông hơi khi đang say hoặc uống nhiều bia rượu, nếu không kiểm soát được nhiệt độ, sẽ bị bỏng trong phòng kín do khí nóng hoặc hơi nóng gây nên. Bệnh nhân không chỉ bị bỏng ngoài da mà còn có thể bị bỏng cả đường hô hấp. Khi xông hơi hoặc massage, nếu thấy có dấu hiệu bất thường như ngộp thở, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn thì nên dừng ngay và liên hệ với trung tâm y tế để có hướng xử lý kịp thời. Tập luyện quá gắng sức. Vận động, tập luyện thể dục thể thao là thói quen rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu người tập không đảm bảo an toàn tập luyện, không kiểm tra, sàng lọc, điều trị các bệnh lý tiềm ẩn thì có thể gây chấn thương, các bệnh lý cấp tính về tim mạch, hô hấp, thậm chí là nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, đột quỵ. Với một người bình thường, trước khi tập luyện bất cứ một môn thể thao nào cũng cần phải kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện các bệnh lý tiềm ẩn như bệnh tim, phổi hoặc gia đình có tiền sử về tim phổi, huyết áp, tiểu đường, cơ xương khớp. Nếu sức khỏe có vấn đề gì bất thường, bác sĩ sẽ tư vấn cách điều trị và lựa chọn môn thể thao cùng với cường độ tập luyện phù hợp, giúp phòng tránh nguy cơ đột quỵ hoặc các bệnh lý khác có thể xảy ra. Bạn cũng cần sắp xếp thời gian tập luyện sao cho phù hợp, tránh tập luyện quá sức khi thời tiết quá lạnh hay quá nóng. Trong quá trình tập luyện, nếu thấy các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, người nhanh mệt, hoa mắt chóng mặt, mạch đập nhanh, huyết áp tăng hay tụt, thì cần dừng tập ngay và có kế hoạch đi thăm khám sức khỏe kịp thời.